Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay, tôi xin tiếp tục trân trọng tới quý vị và các bạn phần tư vấn của bác sĩ Hoàng Nam, khoa tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Và trong số tư vấn kỳ này, bác sĩ Hoàng Nam sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin hữu ích về các bệnh lý liên quan đến mật. Và bệnh lý ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Nam sẽ chia sẻ với chúng ta đó là bệnh sỏi mật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sỏi mật thì là được định nghĩa là cái tình trạng mà là kết thành cái khối rắn của các thành phần trong dịch mật, có thể được hình thành ở bất kỳ ở cái vị trí nào của hệ thống dẫn mật, ví dụ như là có thể là sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ hoặc là sỏi đường mật trong gan. Thì về sỏi mật thì người ta sẽ chia làm ba hình thái là sỏi sắc tố mật, sỏi cholesterol và sỏi hỗn hợp là sỏi sắc tố mật. Đấy, bản chất là bilirubin và bicarbonate phối hợp. Sỏi sắc tố mật thì lại hình thành chủ yếu là do nguyên nhân nhiễm khuẩn, ví dụ như là vi khuẩn này, ví dụ như là nhiễm giun sán. Thế còn là sỏi cholesterol thì gặp chủ yếu là những người bệnh bị rối loạn chuyển hóa, ví dụ như là đái tháo đường, ví dụ như là béo phì. Và thứ ba nữa là sỏi hỗn hợp, cả hai thành phần đấy. Về nguyên nhân và cái yếu tố thuận lợi hình thành sỏi thì người ta thấy có một số các yếu tố sau. Thứ nhất là nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng như là nhiễm giun lũ hoặc là sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ. Thế đây thì người ta thấy là được coi là cái nguyên nhân phổ biến gây sỏi mật ở các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Thứ hai là tình trạng ứ mật do nhiễm khuẩn gây chít hẹp đường mật, do dị dạng bẩm sinh của đường mật gây hẹp đường mật hoặc là do có những khối u đường mật gây tắc đường mật. Thứ ba, người ta thấy là sỏi mật cũng được hình thành ở những người bệnh bị bệnh huyết tán do tăng sản xuất cái lượng bilirubin và dẫn đến cái tạo sỏi. Như vậy thì những cái đối tượng như thế nào thì là những đối tượng có nguy cơ dễ mắc bệnh sỏi mật. Thứ nhất là những đối tượng mà có cái điều kiện sinh hoạt nó không được vệ sinh, dễ mắc nhiễm khuẩn, dễ mắc giun sán. Thứ hai là những cái người mà có cái bất thường về đường mật, dị dạng đường mật, ví dụ như là nang đường mật, nang ống mật chủ thì cũng có nguy cơ dễ mắc sỏi mật. Thứ ba là những cái nhóm người bệnh mà tuổi cao, ví dụ là giới nữ sinh đẻ nhiều lần, dùng thuốc tránh thai, hoặc là những người thừa cân béo phì, những người mà có chế độ giảm cân nhanh, hoặc là những người có cái chế độ ăn uống không phù hợp, là những đối tượng mà có nguy cơ cao dễ mắc sỏi mật. Cũng có một bộ phận không nhỏ những cái người bệnh mà tình cờ đi phát hiện sỏi mật là khi mà khám các bệnh khác, tức là cũng không hề có triệu chứng gì cả. Đấy, nhưng mà phần lớn những người bệnh sỏi mật thì có những cái triệu chứng sau. Điển hình nhất đấy là có cái cơn đau quặn gan, vị trí đau là vùng hạ sườn phải. Cơn đau có thể lan lên vai phải hoặc là lan ra sau lưng. Cơn đau có thể từng cơn hoặc là liên tục. Và đây là cái nguyên nhân chính mà tôi mang người bệnh đi khám. Thứ hai là người bệnh có thể có các triệu chứng của nhiễm trùng, ví dụ như là sốt cao, rét run, vã mồ hôi, hoặc là những triệu chứng tắc mật như là vàng mắt, vàng da, ngứa. Không phải tất cả những người bệnh mà có bệnh sỏi mật thì đều cần phải điều trị. Điều trị chỉ đặt ra khi mà sỏi mật có triệu chứng hoặc là nó gây ra cái biến chứng. Ví dụ như là gây viêm túi mật cấp này với sỏi túi mật này, hoặc gây viêm tụy cấp này, hoặc là trường hợp sỏi ống mật chủ mà gây ra nhiễm trùng đường mật. Thế tùy vào cái vị trí của sỏi mật mà chúng ta cũng có phương pháp điều trị khác nhau. Ví dụ như là mổ nội soi cắt túi mật với trường hợp điều trị sỏi túi mật, làm nội soi mật tụy ngược dòng để lấy sỏi ống mật chủ. Thậm chí là có thể là nội soi đường mật tán sỏi qua da hoặc là phẫu thuật. Chúng ta sẽ tác động lên những cái yếu tố nguy cơ gây ra bệnh sỏi mật. Thứ nhất là với những người thừa cân béo phì thì chúng ta chắc chắn là phải giảm cân rồi. Thứ hai nữa là phải tăng hoạt động thể lực. Đấy, thứ ba nữa là phải điều trị các bệnh lý kèm theo, ví dụ như là đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tránh ăn đồ ăn nhanh, sử dụng một cái chế độ ăn hợp lý, ít năng lượng để tăng cái vận động của thành túi mật. Một số cái thực phẩm cũng có tác dụng hỗ trợ giảm mà sỏi mật, ví dụ như là cà phê người ta thấy là nó sẽ tăng vận động thành túi mật, cũng như là có những chất mà
chống oxy hóa và chống tạo sỏi. Xin được trân trọng cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoàng Nam. Và kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi bác sĩ Hoàng Nam đến từ khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đã vừa chia sẻ với chúng ta những thông tin rất hữu ích về bệnh sỏi mật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tư vấn tiếp theo của bác sĩ Hoàng Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.